Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tin Hoa Kỳ, Tin Thế Giới và Tin Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 1 Tây tháng 9 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào bản tin ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên là từ nước Nga. Số lượng người lây nhiễm ở tại nước Nga về con siêu vi khuẩn Vũ Hán đã lên gần 1 triệu người và đứng hàng thứ 4 trên thế giới. Bản tin nhất từ nước Nga cho biết là số lượng những người bị lây nhiễm con siêu vi khuẩn Vũ Hán tại nước Nga đã qua khỏi 1 triệu người trong ngày thứ 3. Và quốc gia này đang chuẩn bị để có cái vaccine nhằm để đề phòng với lại đối phó với con siêu vi khuẩn Vũ Hán, và họ sẽ áp dụng cho các nhân viên của y tế và các giáo chức trước. Số lượng của người lây nhiễm tại nước Nga cho biết là đã có 123 trường hợp tử vong mới và xác nhận rằng trong vòng 24 giờ qua, tổng số tử vong đã trên 1.000 người và phía Nga đã trở thành quốc gia đứng hàng thứ tư trên thế giới bị ảnh hưởng bởi con siêu vi khuẩn này, tiếp theo Hoa Kỳ, Brazil và Ấn Độ. Các giới chức trên toàn thế giới cho biết là đang có nỗ lực để ngăn chặn cái việc con siêu vi khuẩn này đã khiến cho trên 850.000 người đã bị thiệt mạng và ảnh hưởng tới 25 triệu người. Các chuyên gia cho biết là con số thật sự của cái việc lây nhiễm này cao hơn bình thường và nó đang được phát tán ra nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Nga. Và Nga được xem là một trong những quốc gia đã có cái tình trạng đóng cửa biên giới với Trung Quốc ngay từ đầu, nhưng bây giờ thì Nga lại bị đối diện với lại một trong những cái sự lây lan khá nhanh chóng tại nước Nga, và số lượng người đã trên 1 triệu người, và Nga cũng đang chuẩn bị cho ra đời cái vaccine của họ, và trong đó họ sẽ áp dụng cho tất cả các chuyên viên y tế trước, rồi sau đó tới các giáo chức dạy học, và tổng cộng sẽ có khoảng 40.000 người sẽ được thử nghiệm, sẽ được chích và sẽ được chích vaccine này trước, và họ nói rằng họ sẽ chính thức đi vào sản xuất vào tháng 9 và tháng 10 cho cái vaccine chống lại con siêu vi khuẩn Vũ Hán. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của nước Nga. Và bước qua tình hình của Hoa Kỳ và Ấn Độ, Ngoại trưởng của Ấn Độ cho biết việc mà Hoa Kỳ đã có những cái châm trước và có những cái dễ dãi trong vấn đề cấp chiếu kháng chính sách mới này sẽ tốt cho cả hai quốc gia. Bản tin từ New Delhi cho biết là Ngoại trưởng của Ấn Độ là ông Jay Shankar trong ngày thứ hai cho biết việc mà Hoa Kỳ vừa có một cái chính sách cấp về cái chiếu kháng ủng hộ cho những tài năng của Ấn Độ tới phát triển tại Hoa Kỳ là một cái quyền lợi chung cho cả hai quốc gia. Trong việc này thì phía Hoa Kỳ đã tìm cách giới hạn rất nhiều các cái hoạt động từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, do cái nhu cầu cần thiết và cần có một cái sự đối trọng tốt, Hoa Kỳ đã bắt đầu có những cái chính sách dễ dãi hơn với Ấn Độ. Đây là cơ hội cho Ấn Độ và cơ hội cho những ai có tài năng và có được khả năng có thể đến phát triển tại Hoa Kỳ dưới cái chính sách về di trú mới. Ngoại trưởng của Ấn Độ cho biết và ông nói rằng đây là cái tình trạng win-win both sides, tức là các phía đều có lợi. Tổng thống Donald Trump trong năm nay đã giới hạn rất nhiều cái chiếu kháng dành cho các sinh viên ngoại quốc tới du học tại Hoa Kỳ và ngăn chặn tất cả những cái sinh viên mà được xem là có khả năng tới làm việc ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, riêng với Ấn Độ thì Hoa Kỳ đã bắt đầu dễ dãi hơn. Việc này đã khiến cho nhiều các công nhân làm việc trong cái visa gọi là H-1B, là những người mà có cái khả năng chuyên môn, vẫn được các cái công ty kỹ thuật sử dụng để thuê mướn các chuyên viên từ Ấn Độ. Và Ấn Độ chiếm khoảng 72% trong tổng số 388.000 cái visa chiếu kháng dành cho những công nhân có tay nghề ở Hoa Kỳ trong cái tài khoá năm 2019. Và hiện nay thì Phó Tổng thống Biden cho biết rằng là ông sẽ có những cái chính sách và Tổng thống Trump sẽ có những chính sách dễ dàng hơn dành cho các sinh viên của Ấn Độ và những người chuyên môn tay nghề cao ở Ấn Độ có thể qua Hoa Kỳ làm việc. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ. Và bản tin kế tiếp, một công ty của Canada cho biết là họ đã bị take over tại Trung Quốc và sau đó chính quyền Bắc Kinh đã sử dụng tất cả các tù nhân để sản xuất các khẩu trang. Bản tin cho biết là một công ty của Canada sản xuất về cái khẩu trang y tế nói rằng chính đảng Cộng sản Trung Quốc đã kiểm soát cái công xưởng của họ tại Thượng Hải trong năm nay. Và trong bản báo cáo cho biết là chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng các lao động trong nhà tù để sản xuất các cái khẩu trang này.
Trung Quốc từ lâu nay đã được bị cộng đồng quốc tế lên án chỉ trích mạnh mẽ là sử dụng lực lượng tù nhân để cung cấp cho cái nguồn lao động của họ. Và việc này được xem là đối với lại các cái tù nhân mà phạm vào các cái tội được gọi là hình sự tại Trung Quốc. Tuy nhiên, thì điều này cũng đã vi phạm trầm trọng đến cái thỏa ước và cái hiệp ước của cộng đồng quốc tế liên quan tới vấn đề tù nhân. Trong bản báo cáo được đăng ngày 12 tháng 3 bởi một cái cơ quan truyền thông của Trung Quốc kiểm soát có tên là Shanghai Daily, thì gọi là một cái nhóm đặc biệt đã bắt đầu sử dụng tất cả những cái hệ thống tù nhân trong nhà tù của Trung Quốc mà họ dùng chữ volunteer, tức là từ tình nguyện, để mà sản xuất tất cả các cái loại khẩu trang có cái tên là AMD Medicom do công dân của Canada làm chủ ở tại Thượng Hải. Tuy nhiên thì cái công ty này đã bị chính quyền Bắc Kinh take over, tức là đã chiếm quyền kiểm soát, và từ đó thì Bắc Kinh đã bắt đầu sử dụng lực lượng lao động để sản xuất các khẩu trang trong công ty này. Đây là một trong những cái bản báo cáo mới nhất mà công ty này đã tường trình với lại phía nghị viện của Canada, cho thấy rằng là phía Trung Quốc đã không ngừng sử dụng những cái lực lượng lao công bất hợp pháp, những người mà đáng lý là chỉ bị giam tù, nhưng mà họ lợi dụng cái sức lao động của những người này không trả tiền, sản xuất khẩu trang để trục lợi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Canada và Trung Quốc ngày hôm nay. Cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, Facebook đe dọa sẽ ngăn chặn tất cả những người sử dụng Facebook tại Úc nếu như mà họ tiếp tục bị phạt về việc mà chia sẻ thông tin, và những người dùng ở Úc sẽ không được phép chia sẻ thông tin nếu như mà họ sẽ phải nộp tiền cho những cơ quan cung cấp nguồn tin. Bản tin cho biết là công ty này đã đưa ra một cái bản statement và đe dọa rằng họ sẽ ngăn cản tất cả những người dùng Facebook tại Úc chia sẻ các thông tin, sau khi mà Google cũng đã đưa ra một cái quyết định tương tự để chống lại cái loan báo mới nhất và cái đạo luật mới nhất bởi Bộ Tài chánh của Úc là ông George Frydenberg đã đưa ra. Trong bản statement được công bố vào ngày 1 tây, tức là ngày hôm nay, quản lý của công ty Facebook đặc trách tại Australia và New Zealand có tên là Will Easton cho biết cái đạo luật này đã gây thiếu hiểu biết và sẽ gây thiệt hại cho tất cả những cái công ty sản xuất về nội dung tin tức, và chúng tôi sẽ có thể ngưng lại tất cả việc chia sẻ những cái thông tin này và những cái trang tin tức này nếu như mà họ sẽ tiếp tục đánh phạt và buộc chúng tôi phải trả tiền cho những công ty cung cấp nội dung tin tức, và chúng tôi sẽ ngưng lại việc chia sẻ này ở trên cả Instagram lẫn Facebook. Đây là một trong những cái phản ứng mạnh mẽ của công ty Facebook và kể cả công ty Google sau khi mà Bộ Tài chánh của Úc đã đưa ra là đòi trừng phạt những công ty nào mà không trả tiền cho việc chia sẻ nội dung từ những cái công ty sản xuất nội dung tin tức ở tại nước Úc. Và chúng tôi cần phải có một cái sự công bằng. Đây là lời phát biểu của Bộ trưởng Tài chánh của Úc, là những cái tin này đã được chia sẻ mà các mạng xã hội vẫn kiếm được tiền, nhưng các công ty sản xuất tin tức bên Úc lại không có được một đồng nào. Đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình mạng xã hội của Hoa Kỳ tại Úc đang phải đối diện với việc mà phải chia sẻ cái quyền lợi của họ khi mà họ trục lợi ở trên cái tin do phía Úc sản xuất. Trong khi đó, trở lại tình hình Hoa Kỳ, lực lượng các cảnh sát của quận hạt đã bác bỏ một cái dự tính của thống đốc khi mà tìm cách gọi là điều khiển họ và đưa họ qua những cái quận khác để mà bảo đảm về vấn đề an ninh trật tự. Một dự tính của thống đốc tiểu bang Oregon là sử dụng những cái văn phòng của cảnh sát quận ở xung quanh thành phố Portland tới tuần tra ở thành phố Portland sau khi mà có một cái vụ bắn chết một người ủng hộ cho Tổng thống Trump trong cuộc đối đầu với lại các cái kẻ bạo loạn xảy ra, đặc biệt là cái nhóm Black Lives Matter tại đây. Thống đốc tiểu bang này là Kate Brown, một thành viên của đảng Dân Chủ, trong ngày Chủ nhật cho biết sẽ tạm thời sử dụng các cái lực lượng cảnh sát ở ít nhất hai quận hạt gần ở Portland cùng với cảnh sát tiểu bang của tiểu bang Oregon để mà giúp cho cảnh sát của Portland nhằm ngăn chặn tất cả những vụ bạo động giữa lúc mà nơi đây đang nằm trong sự chú ý của quốc gia. Tuy nhiên, sở cảnh sát của hai quận này cho biết họ sẽ không gửi bất cứ một nhân viên nào tới Portland. Bản tin mới nhất cho biết là cảnh sát trưởng của cái quận có tên là Clackamas County, là có tên là Crash Robert, nói rằng là cái cơn sóng mà gọi là bạo động ở đây và sẽ có thêm nhiều cái lực lượng công lực không đủ để mà chi phối cho phía thành phố Portland, và tất cả những cái này đều phải do cái quận này phải đưa ra và cố gắng phải tìm cách kiểm soát lại cái lực lượng này, hay thay vì dùng cái cảnh sát của quận, họ nên dùng cảnh sát của liên bang hoặc là nhân viên công lực của liên bang
chúng tôi phản đối mạnh mẽ cái việc mà gửi tất cả những cảnh sát của những quận hạt khác qua khu vực của Portland để gìn giữ an ninh trật tự. Trong khi đó, đã có lực lượng công lực liên bang sẵn sàng để giúp cho cảnh sát của Portland đối phó, thì thống đốc này lại không dùng. Đây là một trong những cái tin mới nhất cho thấy rằng là đã có sự bất đồng mạnh mẽ giữa lực lượng cảnh sát ở địa phương và quyết định của thống đốc tiểu bang Oregon. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và Hoa Kỳ gia tăng thêm cái việc mà gọi là quân bình, về cái tái lập sự quân bình trong cái vấn đề mà eo biển Đài Loan. Đó là một trong những giới chức ngoại giao của Hoa Kỳ đã lên tiếng. Hoa Kỳ và Đài Loan sẽ thành lập một cái cuộc đối thoại về kinh tế tập trung vào vấn đề sản xuất chip điện tử, chăm sóc sức khỏe, năng lượng và những cái kỹ nghệ kỹ thuật khác trong một cái quan hệ được xem là thắt chặt mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Một giới chức ngoại giao của Hoa Kỳ đã phát biểu vào ngày hôm qua. Trong hoàn lạc các cuộc viếng thăm thỏa thuận thì các giới chức ngoại giao của Hoa Kỳ đã ủng hộ mạnh mẽ việc mà cung cấp vũ khí cho Đài Loan và phản ánh rằng là Hoa Kỳ vẫn giữ một cái lời cam kết với Đài Loan là đối phó với tình trạng Trung Quốc có thể xâm lăng Đài Loan. Chúng ta phải tái lập lại cái sự quân bình. David Stillwell được xem là thứ trưởng Bộ Ngoại giao đặc trách về khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, trong một cái cuộc phát biểu nói rằng nhìn vào Hồng Kông, chúng ta biết rõ ràng Bắc Kinh đang tìm cách gây khó khăn cho cộng đồng quốc tế bằng một cái hệ thống độc tài toàn trị. Việc hành động này của Bắc Kinh là gia tăng tất cả những cuộc tập trận ở trên eo biển Đài Loan, đe dọa vào Đài Loan, và Hoa Kỳ vẫn phải giữ lời cam kết trước đây là sẽ cung cấp đầy đủ những cái nguồn ngăn vũ khí cho Đài Loan để tự bảo vệ, và đồng thời Hoa Kỳ cũng sẽ có những cái việc đứng chung với Đài Loan trước sự đe dọa của Trung Quốc. Bên cạnh việc mà cung cấp vũ khí thì Hoa Kỳ tuyên bố sẽ gia tăng rất nhiều trong các mối quan hệ với Đài Loan về kinh tế, đặc biệt là trong cái vấn đề sản xuất chip điện tử và tìm cách ngăn cản không để cho Đài Loan sản xuất chip điện tử của mình qua thị trường của Trung Quốc. Bên cạnh đó thì đôi bên cũng sẽ thắt chặt các mối quan hệ về việc cung cấp tất cả những cái dịch vụ y tế, về các cái dịch vụ giáo dục và kể cả những ngành kỹ thuật khác. Đây là một trong những lời khẳng định của nhà ngoại giao Hoa Kỳ tại Đài Loan và nói rằng Hoa Kỳ và Đài Loan cần phải có một số những cái thắt chặt hơn nữa. Và cũng liên quan tới Đài Loan, ngày hôm nay tiểu bang Vermont đã ký kết một cái hiệp ước trao đổi về bằng lái đối với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan loan báo ngày thứ ba rằng là cái văn phòng đại diện của Đài Loan ở tại tiểu bang ở tại Boston đã ký một cái việc trao đổi về bằng lái xe với lại tiểu bang Vermont. Theo cái thông báo cáo báo chí đưa ra thì đôi bên đã có cái nỗ lực nằm ở trong cái gọi là bộ giao thông vận tải và bộ viễn thông, thì với chính quyền của tiểu bang Vermont, trong đó những người Đài Loan mà tới tại tiểu bang Vermont họ không cần phải sử dụng cái bằng lái địa phương, họ vẫn có thể sử dụng cái bằng lái của Đài Loan để mà có thể lái xe ở tiểu bang Vermont. Và ngược lại, những cư dân của tiểu bang Vermont, nếu như mà trên cái bằng lái xe của họ đề chữ cái bằng lái của họ là do tiểu bang này cấp, thì khi họ tới Đài Loan họ cũng sẽ có quyền lái xe mà không cần phải thi bằng lái hoặc là xin một cái driver license đặc biệt ở Đài Loan. Đây là một trong những cái thỏa thuận ký kết mới nhất của tiểu bang Vermont với Đài Loan và thắt chặt các mối quan hệ. Đài Loan cũng tuyên bố rằng sẽ có một số những cái nguồn đầu tư từ Đài Loan vào tiểu bang Vermont, và điều này là cho thấy rằng phía Đài Loan đã có những cái thắt chặt các mối quan hệ với từng địa phương của Hoa Kỳ và kể cả chính quyền liên bang của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và Đài Loan. Cũng liên quan tới Đài Loan thì Hoa Kỳ đã công bố một tập tài liệu trong đó cho thấy rằng là họ đã bán những cái vũ khí cho Đài Loan như thế nào. Hoa Kỳ vừa công bố một ít nhất là hai tập tài liệu về việc mà đảm bảo cái việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan trước sự gia tăng quân sự của Trung Quốc. Và hai tập tài liệu này dựa trên một cái bản của năm 1982, trong đó là đề nghị và có 6 cái điều đảm bảo cho Đài Loan khi mà bán vũ khí cho Đài Loan, được công bố vào ngày 16 tháng 7 năm 2020 và đã được để ở trên cái Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đài Loan, tức là cái văn phòng bán chính thức về Tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại Đài Loan vào ngày thứ hai hôm qua, tức là ngày 31 tây, trong đó là sẽ nhắc đến những cái điểm chi tiết quan trọng mà đôi bên phải thực thi, bao gồm tất cả những phân tích quốc phòng, những việc mà đôi bên cần phải ra phân tích và đưa ra và trình cho Quốc hội của Đài Loan trước khi mà phía Đài Loan mua thêm vũ khí của Hoa Kỳ. Theo tường trình của Bộ Ngoại giao của Đài Loan thì các cái tập tài liệu này
đã được xác nhận bởi phía của phía Hoa Kỳ, và trong đó là họ được phân loại. Và trong hai cái bức điện thư được đưa ra ở năm 1982, trong đó Washington xác định rằng sẽ bảo vệ và cam kết với Đài Loan trước những cái sự đe dọa của Trung Quốc từ năm 1982, và họ bảo đảm rằng phải có một cái cuộc đấu tranh hòa bình trong cái eo biển Đài Loan. Và cái tập gọi là cái tập thư thứ hai là được đề ngày 10 tây tháng 7 năm 1982 dưới cái quyền của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ lúc đó là Lawrence Ellenberger, cùng với lại một cái người giám đốc điều hành của Văn phòng Viện Nghiên cứu Đài Loan, Hoa Kỳ tại Đài Loan là James Lilly, đã đồng ý là để bán tất cả những cái vũ khí cần thiết cho Đài Loan. Đây là tập tài liệu mới cho thấy rằng là 6 lời cam kết này, Hoa Kỳ sẽ bao gồm luôn việc hỗ trợ cho Đài Loan trước sự đe dọa của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới Đài Loan và Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong khi đó, Ấn Độ, Úc, Nhật Bản đã cùng tham gia một cái thỏa ước, có thể dẫn tới một cái thỏa ước mậu dịch để đối phó với việc mà Trung Quốc đang tìm cách thao túng khu vực bằng kinh tế. Bản tin mới nhất cho biết trong một cái biến chuyển thì đúng hơn, mà đối đầu trực tiếp với Trung Quốc, Bộ trưởng Mậu dịch của các quốc gia gồm có Nhật Bản, Úc và Ấn Độ đã đưa ra một cái sáng kiến là gia tăng việc tự sản xuất và tìm kiếm nguồn nguyên liệu trong cái việc đối phó với lại cái sự thao túng của Trung Quốc. Bộ trưởng Mậu dịch của Ấn Độ là Kajiyama Hiroshi, Simon Primerham và Piyush Goyal đã có một cái cú điện thoại và gọi là video conference để cùng tham gia cái sáng kiến này, sẽ thành lập một cái vùng mậu dịch giữa ba quốc gia, và trong đó sẽ đối phó với tình trạng mà các cái việc làm đang chảy qua Trung Quốc và phải ngưng lại tất cả những cái việc mà mở công ty tại Trung Quốc. Bên cạnh đó là sẽ mở công ty ở những quốc gia này để cung cấp đầy đủ những cái nguồn hàng cần thiết cho những quốc gia nằm trong cái sáng kiến này, trong đó gồm ba nước Nhật, Ấn Độ và Úc, để đối phó tình trạng mà Trung Quốc sử dụng cái nguồn hàng, sử dụng cái nguồn nguyên liệu để uy hiếp đối với họ. Cả ba quốc gia đều nằm trong nhóm gọi là bộ tứ về quân sự, tức là the Quad, Quad gọi là bộ tứ, trong đó gồm có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ đang có những cái việc mà thành lập một cái liên minh quân sự. Và bên cạnh cái liên minh quân sự này thì ba quốc gia trên đang dự tính thành lập một cái vùng kinh tế nhằm đối phó với lại các cái nguồn cung cấp các cái mặt hàng và các cái nguyên liệu, nhằm đối phó lại với cái sự mà thao túng của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương. Trong khi đó thì cái đạo luật an ninh quốc gia đã tạo cơ hội cho những người Hồng Kông tìm kiếm cái passport của Đài Loan với quyền công dân của Đài Loan với nguồn đầu tư chỉ có 200.000 Mỹ Kim. Đây là con số rất rẻ và quả ra là rất dễ dãi của Đài Loan dành cho người Hồng Kông. Những người Hồng Kông có thể tới viếng thăm Đài Loan, tuy nhiên chỉ là năm ngoái thôi. Năm nay họ có thể có một cái cuộc di tản và một cái cuộc di dân tới Đài Loan một cách hợp pháp. Bản tin mới nhất cho biết là phía Đài Loan đã thay đổi luật lệ và trong đó cho phép những người Hồng Kông có thể tới Đài Loan định cư với nhiều lý do, và riêng cái ngành đầu tư thì con số tiền mà những người Hồng Kông đến Đài Loan đầu tư để mà có quyền định cư và vĩnh viễn tại Đài Loan với số tiền tối thiểu đầu tư là chỉ có 200.000 Mỹ Kim. Đây là một trong những cái đạo luật mới mà phía Đài Loan đưa ra. Thứ nhất, nhằm thu hút tất cả những cái nguồn đầu tư từ Hồng Kông. Và thứ hai, tạo cơ hội cho những người Hồng Kông có cơ hội đến để có cái quốc tịch của Đài Loan và có cái passport của Đài Loan. Và việc này khi mà được đưa ra thì đã có số lượng người gia nhập vào cái việc mà đơn xin vào Đài Loan đã gia tăng thêm 2.65% so với thời gian trước. Và đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất cho thấy Đài Loan sẵn sàng đứng bên cạnh Hồng Kông để đón tất cả những người Hồng Kông nếu như mà Bắc Kinh tiếp tục có những cái hành động được xem là xóa bỏ quyền tự trị của người Hồng Kông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình giữa Đài Loan và Hồng Kông. Và liên quan tới tình hình của Philippines, lại một lần nữa Duterte đã tỏ chính sách cứng rắn của mình. Ông ta đã ra lệnh cho lực lượng hải quan là nổ súng bắn những kẻ buôn ma túy. Tổng thống của Philippines, ông Duterte, lại đưa ra một cái sắc lệnh mới cho ngành hải quan là có quyền bắn bỏ tất cả những kẻ buôn ma túy nếu như phát hiện. Và việc này lại càng gây thêm một cái gọi là chỉ trích của cộng đồng quốc tế sau 4 năm có cuộc chiến chống ma túy tại quốc gia này. Ông Duterte cho biết ông đã cho phép tất cả các nhân viên hải quan có quyền nổ súng bắn bỏ những kẻ nào bị tình nghi là buôn ma túy và bỏ chạy, hoặc là có những cái hành động mà gây hại cho nhân viên công lực.
Và điều này đã dẫn tới sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế và một số những nhà tổ chức về nhân quyền, nói rằng việc này đã bị lợi dụng bởi lực lượng cảnh sát và hải quan sử dụng cái chiêu bài chống ma túy để mà trả thù riêng. Việc mà ông Duterte vào ngày hôm nay đã cho phép các cơ quan hải quan dẫn đầu bởi Ray Leonardo Guerrero trong cái việc mà gọi là họp nội các, và ông nói rằng ông cho phép cái người tư lệnh của ngành cảnh sát quốc gia và ngành hải quan có quyền ra lệnh cho binh sĩ của mình nổ súng bất cứ giờ phút nào nếu như mà phát hiện những kẻ buôn ma túy thông qua cái đường các ngành hàng không, ngành bến cảng cũng như là ngành xe lửa, và họ có quyền toàn quyền trong cái vấn đề đối phó với những kẻ buôn ma túy. Đây là một trong những cái sắc lệnh mạnh mẽ mà Duterte đã đưa ra nhằm có thể giảm bớt cái tình trạng sử dụng ma túy tại Philippines. Và cuối cùng là trước khi chúng ta bước qua phần tin Việt Nam, Trung Quốc đã bổ nhiệm hàng loạt các đại sứ từ Kenya, Nigeria cho tới Nam Phi. Đây là một cái tin mới nhất từ phía Trung Quốc cho thấy Trung Quốc đang tìm cách vận động mạnh mẽ các quốc gia trên thế giới đối phó với sự cô lập của Hoa Kỳ. Bắc Kinh sẽ cho bổ nhiệm một hàng loạt những cái vai trò đại sứ mới tại các quốc gia ở khu vực Phi Châu, trong đó có Kenya, Nigeria và Nam Phi. Tòa đại sứ của Trung Quốc tại Nairobi đã xác nhận ngày thứ hai là Zhu Pingchan sẽ có vai trò của đại sứ của ông ta là một đại sứ của Nigeria, tương tự như một cái vị trí như vậy ở tại Kenya là cái người thay thế cũng vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên thì việc bổ nhiệm này đã dẫn tới tình trạng mà Trung Quốc đang thực hiện cái chiến lược ngoại giao chiến lan, và tất cả các quyền đại sứ hoặc các đại sứ hoặc các tổng lãnh sự ở các quốc gia sẽ được bổ nhiệm những nhân vật được xem là có cái thái độ diều hâu hơn trong chính sách đối ngoại. Và Châu Phi đã được nhắm tới, và hiện nay thì phía Ethiopia cho tới những cái quốc gia khác ở khu vực Phi Châu cũng đang rục rịch có những cái sự thay đổi nhân sự của Bắc Kinh trong việc mà bổ nhiệm các đại sứ mới này. Và việc bổ nhiệm các đại sứ mới này nó sẽ phù hợp với cái chính sách mới của Tập Cận Bình là cứng rắn trong vấn đề ngoại giao và sẵn sàng có những cái thái độ đe dọa tới những quốc gia khác nếu như có những lời chỉ trích đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên là tin mà Phạm Phú Quốc xin ngưng chức đại biểu Quốc hội. Phạm Phú Quốc, người có quốc tịch Cyprus và quốc tịch Việt Nam, đã chính thức nộp đơn xin không làm đại biểu Quốc hội và xin từ chức luôn cái chức Tổng Giám đốc IPC. Thông tin này đã được đưa ra bởi Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông của Cộng sản Việt Nam, nói rằng ông này có hai quốc tịch và bây giờ ông ta đã chính thức xin thôi chức đại biểu Quốc hội. Việc phanh phui ông này là không phải do chính quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra, mà do đài truyền hình Al Jazeera trong cuộc điều tra về cái chế độ cấp cái Golden Passport, tức là cái loại passport vàng, tức là chiếu kháng vàng của Cyprus. Trong đó là Việt Nam có tới 33 người đã được nhập quốc tịch của Cyprus với số tiền đầu tư trên 2 triệu rưỡi Mỹ Kim. Và Phạm Phú Quốc nằm trong người này. Và Phạm Phú Quốc đã chối bỏ và nói rằng ông ta được bảo lãnh bởi người trong gia đình ở Cyprus. Nhưng trên cái bản văn bản cho thấy là ông ta không hề có thân nhân tại Cyprus. Và thứ hai là ông ta và vợ của ông ta đã chính thức nhập quốc tịch của Cyprus năm 2018. Và điều này cho thấy rõ ràng là ông ta đã có số tiền trên 2 triệu rưỡi để đầu tư ở Cyprus. Vấn đề tiền ở đâu ra ông ta có để đầu tư, trong khi làm cán bộ viên chức của nhà nước thì lương đã không có quá vài chục triệu đồng ở Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, Nguyễn Văn Thể chuẩn bị đi vào trong cái lò của Nguyễn Phú Trọng sau khi đã ký nhiều văn bản cho nhân vật có cái biệt danh là Phú Út Trọc để mà trục lợi trong vấn đề đất đai. Bản tin mới nhất cho biết là phía Bộ Công an điều tra và nói rằng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quản lý và sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát xảy ra tại tập đoàn Yên Khánh, mà người đứng đầu của tập đoàn này chính là nhân vật Út Trọc. Và ngày hôm qua thì đã có Đinh La Thăng bị lôi ra trong cái dự án đường cao tốc Trung Lương. Và ngày hôm nay thì tới phiên Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đang nằm trong cái tình trạng bị soi đèn và có thể sẽ là nhân vật kế tiếp sẽ bị bắt sau Nguyễn Đức Chung.
sau khi có tin cho biết là Nguyễn Văn Thể đã ký hàng loạt những cái văn bản có lợi cho công ty của Út Trọc và khiến cho Út Trọc có thể trục lợi trên tất cả các cái dự án đất đai ở tại Việt Nam. Và đây là một trong những cái vụ án khá lớn và nó đang hứa hẹn sẽ có nhiều cái vụ gọi là nhiều người sẽ được vào trong cái lò của Nguyễn Phú Trọng đang đốt lên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam. Và cuối cùng liên quan tới tình hình Việt Nam, sau khi đưa một số tượng những binh sĩ của Trung Quốc tới Đà Lạt, mạng xã hội đã được xem là phản ứng gay gắt khi mà tượng của những binh sĩ của Trung Quốc đã được đưa về Đà Lạt và nó được sản xuất tại Việt Nam mà mang hình ảnh quân lính Việt Nam thời phong kiến. Đây là một trong những cái lời giải thích biện minh của người chủ này. Các tượng này được chia làm 3 nhóm gồm có quân phục và có cả màu vàng, màu đỏ và mặc áo vải. Đây là những cái bức tượng mà người ta nói rằng mô phỏng các cái binh sĩ của Trung Quốc thời Tần Thủy Hoàng. Tuy nhiên thì cái người mà đưa ra cái này nói rằng họ đang xây dựng những cái tượng này là binh sĩ Việt Nam chứ không phải là binh sĩ của Nam Hàn. Tuy nhiên nhìn trong các trang phục về áo giáp được nắng, được điêu khắc ở trên cái bức tượng này, người ta vẫn không tìm thấy được cái hình ảnh nào cho thấy là có liên quan tới Việt Nam mà đa phần là Trung Quốc. Và mấy ngày hôm nay mạng xã hội Việt Nam đã ráo riết và nói rằng đây có phải là hành động mà tìm cách tuyên truyền cho chủ nghĩa của Bắc Kinh trong vấn đề lãnh thổ Việt Nam thuộc của Trung Quốc hay không thì người ta vẫn chưa biết. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình tin Houston Nhật Ký vào buổi chiều và tin cập nhật vào buổi tối. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!